Đại tá Sanders thành lập KFC ở tuổi 65. Ông Jack Ma, người không thể kiếm được việc làm tại KFC, thành lập Alibaba và nghỉ hưu ở độ tuổi 55. Thành công không có gì là không thể. Và tuổi tác chỉ là những con số. Đừng sợ thất bại. Hãy tự nâng cấp chính bản thân mình. Và hãy liên tục đổi mới và kiên trì với mục tiêu đã đề ra.